Xin chào mọi người. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách phòng tránh bệnh đột quỵ để giúp người ngoài 50 tuổi có thể sống an nhiên và thọ 120 tuổi. Bệnh đột quỵ, hay còn gọi là đột quỵ não, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Điều quan trọng là chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản để giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ và duy trì sức khỏe tốt. Thứ nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống, ăn uống giàu chất xơ Chất béo không bão hòa và chất dinh dưỡng cần thiết là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ. Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thức ăn chứa nhiều đường và muối. Thứ hai là tập thể dục đều đặn, vận động thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân và tăng cường sự linh hoạt của cơ thể. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc tập luyện. Thứ ba là kiểm soát huyết áp và đường huyết, điều này rất quan trọng đối với người trên 50 tuổi vì huyết áp cao và đường huyết không ổn định có thể là nguyên nhân gây đột quỵ. Thứ tư là giữ tinh thần thoải mái. Stress và căng thẳng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả bệnh đột quỵ. Hãy tìm những phương pháp giảm stress như thiền, yoga hoặc thậm chí là việc tham gia các hoạt động giải trí yêu thích. Thứ năm là kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều này rất quan trọng để phát hiện sớm bất kỳ vấn đề sức khỏe nào có thể dẫn đến bệnh đột quỵ. Hãy thường xuyên kiểm tra huyết áp, đường huyết và cholesterol. Thứ sáu là hạn chế tiêu thụ rượu và thuốc lá. Rượu và thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. Hãy hạn chế hoặc tránh xa những thói quen này. Thứ bảy là thực hiện các xét nghiệm định kỳ, điều này giúp phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong cơ thể và đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời. Nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Bằng cách thực hiện những biện pháp phòng tránh bệnh đột quỵ và duy trì lối sống lành mạnh, chúng ta có thể sống an nhiên và thọ 120 tuổi. Hãy chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe tốt để có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Đừng ngần ngại thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống của mình để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh bệnh đột quỵ. Hãy nhớ rằng việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối, tập luyện đều đặn, kiểm soát stress và thực hiện các xét nghiệm sức khỏe định kỳ không chỉ giúp bạn tránh được bệnh đột quỵ mà còn giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Hãy bắt đầu thay đổi từ ngay hôm nay và đầu tư vào sức khỏe của mình đừng để bệnh tật ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn hãy sống chậm lại tận hưởng từng khoảnh khắc và hướng tới mục tiêu sống lâu và khỏe mạnh chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc